Trong cái nắng của buổi trưa hè tại tỉnh Đồng Tháp, những cặp lá yêu thương đã được ghép nối. Đó là chiếc xe đạp để rút ngắn quãng đường 15 km đi học của em Võ Thị Ngọc Tuyền, dàn máy tính mới để nâng cái ước mơ cho hai chị em Quế Anh. Và sau chương trình ngày hôm nay, ước mơ trở thành cô giáo, người mẫu hay ca sĩ của ba em nhỏ Duyên, Huyền và Bình sẽ có thêm niềm tin để trở thành hiện thực với sự đùm bọc yêu thương của khách mời chương trình, nữ ca sĩ Phi Nhung. Một lần mà tham gia một cái chương trình như vậy là trong lòng của Phi Nhung rất là đau và cũng ước là mình thành một đại gia thật là nhiều tiền để mà có chăm sóc được các con như vậy. Cùng trong chương trình, không chỉ những em nhỏ được giúp đỡ mà chính cha mẹ của các em cũng đón nhận những tấm lòng hảo tâm của những chiếc lá chưa lành. Đó chính là một công việc biểu diễn đờn ca tài tử dành cho anh Biểu, người cha của em Quế Anh. Những sự giúp đỡ của những chiếc lá lành đã chắp cánh cho những ước mơ của các em nhỏ. Giờ đây, những giọt nước mắt của các em sẽ được thay thế bằng niềm tin, bằng sự hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tạm biệt Đồng Tháp, hành trình tiếp theo của cặp lá yêu thương sẽ đến với những hoàn cảnh khó khăn tại Vũng Tàu.